Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cấp cứu can thiệp mạch não thành công cho một bệnh nhân người Hàn Quốc bị xuất huyết não. Bệnh nhân Biếc Jin Ho, 42 tuổi, là kỹ sư của công ty Postcore ENC Việt Nam, đang làm việc tại cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân nhập viện vào lúc 1 giờ sáng ngày 8 tháng 3 trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu màng não do vỡ túi phình mạch. Đây là tình trạng rất nguy kịch với nguy cơ tử vong lên đến 90%. Tuy nhiên, theo các bác sĩ của bệnh viện cho biết, do bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện kịp thời và được can thiệp ngay, nên đến thời điểm này, bệnh nhân đã hồi tỉnh, có phản ứng với các hoạt động xung quanh, chi đã tự hoạt động được. Đây là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và tiến triển rất tốt. Bệnh nhân này khi vào khoa trong tình trạng ý thức rất là xấu, ý thức khoảng có tình trạng hôn mê, đã chảy, bệnh nhân chuyển từ kỳ anh ra thì bệnh nhân đã chảy máu một lần nữa, xong kỳ anh và sáng qua chụp với bệnh nhân có chảy máu thêm một lần nữa, hay gọi là chảy máu thứ hai đối với chảy máu dây nhiên thì đây là một bệnh rất là nặng, nguy cơ tử vong rất là lớn. Thì hiện tại sau khi đã được các bác sĩ chẩn đoán và chụp là can thiệp thì hiện tại bệnh nhân đã trong tình trạng ổn định. Sáng nay thì bệnh nhân có ý thức tỉnh hơn, gọi hỏi bệnh nhân biết và trả lời đúng và chân tay không liệt vận động. Đấy, bệnh nhân đi tiến triển theo chiều hướng này thì chắc một thời gian là bệnh nhân sẽ tiến triển tốt. Ngay sau khi chẩn đoán ban đầu bằng hình ảnh ở Hà Tĩnh cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não, các đồng nghiệp đã tham khảo và quyết định chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Bệnh nhân được y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cứu sống và hồi phục nhanh đã làm cho người nhà và đồng nghiệp của bệnh nhân hết sức cảm động và tin tưởng. It was a very emergency. Chúng tôi rất hoảng loạn khi biết tình trạng của Hồ rất xấu. Tìm hiểu và biết ở Nghệ An có thiết bị can thiệp được mạch não nên chúng tôi chuyển ngay bệnh nhân ra đây. Xa quê hương, xa gia đình, chúng tôi chỉ biết nhờ đến bệnh viện. Giờ đây, Hồ đã sống và tỉnh lại. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn bệnh viện vô cùng. Chúng tôi rất tin tưởng vào các bạn Việt Nam. Ngày hôm nay, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và người thân của bệnh nhân từ Hàn Quốc cũng đã có mặt tại bệnh viện, thăm hỏi và cảm ơn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Có thể nói, đây là một thành công rất lớn của y tế Nghệ An nói chung, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói riêng trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu. Không chỉ khẳng định về mặt chuyên môn mà còn có ý nghĩa trong quan hệ quốc tế. Đây cũng là động lực để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục phấn đấu phát triển để trở thành địa chỉ tin cậy đối với người bệnh trong khu vực.